chào tất cả các bạn nha. Thì buổi chiều hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn, cho mọi người xem. Mình chuẩn bị một cái thùng đỡ mà chuẩn bị bơm cá. Thì cái thùng như thế nào thì đỡ mình quay cho tất cả mọi người xem nha. Đây là cái thùng thùng nhựa trắng. Thùng nhựa trắng này thì đợt trước mình mua về mình nuôi cá, mấy cái dòng cá bảy màu, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang còn trống á, mình không có nuôi. Thì bây giờ mình tận dụng là bắt đầu là mình sẽ làm một cái hồ này để mình bơm cá. Mà các bạn biết là mình chuẩn bị bơm cái gì không? Trước khi bơm cái gì thì mình nói sơ về cái hồ cá, cái hồ bơm này nha mọi người. Thì cái dòng cái này thì cái là đầu tiên mình bơm nha mọi người, cho nên là nó không biết nó có hoàn hảo hay không thì mình cũng chưa biết. Thì đây là mình cũng học hỏi kinh nghiệm của mấy anh ở trên mạng đó. Thì mình bắt trước rồi mình làm theo nhau nha. Thì cái này đó là cái thùng này là cái thùng nhựa nha mọi người, cái thùng nhựa này. Thùng nhựa thì hồi trước cái thùng này là mình mua ở ngoài chợ, nó là 350.000. Thì đó, mình đo cái kích thước cho mọi người xem thử nha. 2 4 4 6 6, khoảng 75, chiều dài khoảng 75 nha. 2 4 4 4 4, khoảng 55, chiều dài 75, chiều ngang khoảng 55, 45, chiều cao chỉ có 45 thôi nha. Đó. Thì mình chuẩn bị cái hồ sẵn rồi. Và cái hồ lọc đây, cái lọc đây thì mình mua kính về mình dán luôn, mình tự mình dán nha. Đó, rồi đá nham thạch, đó là đá bi vàng đồ này, là ở mình ở dưới mình là có bán ba cái phụ kiện đó, cho nên mà mấy một số cái nó hơi cũ cũ bên trong này, đó là mình cũng tận dụng lại một số, còn một số có mới có cũ có. Ở dưới là miếng chi mát màu xanh mình lót ở dưới cho nó thông thoáng. Đó, chuẩn bị túi lưới lọc đồ xong hết rồi. Thì hiện tại là đỡ mình cho bên trong mọi người xem nha. Đó, bên trong mình cũng có đặt một cái bơm. Cái bơm này thì số watt của nó thì chỉ có 8 watt. Bơm này 8 watt thôi nha mọi người. Bơm 8 watt đi lên. Đó. Đó, mình đã chạy là từ ngày chiều trưa hôm qua tới bây giờ nha mọi người. Đó, mực nước hiện tại bây giờ là khoảng 20 cm. Gần 20 cm nha mọi người. Mực nước gần 20 cm. Và mình chuẩn bị cho nó một cái bóng. Cái bóng điện trắng luôn nha. Điện đây là điện trắng nha, vì mình bơm là toàn là màu trắng hết nha, chứ không có màu khác. Thì mình đã hỏi mấy anh em và người cung cấp cá cho mình rồi, thì họ chỉ là bơm màu trắng thôi. Thì trước mắt thì cá nó còn nhỏ, khoảng cá giờ thì khoảng 22 cm. Thì cá cũng còn nhỏ cho nên là mình bơm đèn bình thường thôi. Sau này cá nó lên khoảng 58-30 thì bắt đầu mình sẽ tăng đèn tiếp theo. Thì đợt này giờ là cái con cá đỡ mình sẽ cho mọi người xem luôn nha. Đợt này giờ là con cá quá bói full 2 m, một dòng bói mà cao cấp nhất của cái dòng bói nha mọi người. Thì hiện tại mình chỉ mới nhận và đặt cọc tiền cho họ thôi. Mình hẹn họ khoảng vài ngày nữa thì mình sẽ lấy về. Thì giá cả thì mình cũng không có nói trên này được nha. Đó. Thì đèn với lọc với bơm thì cũng đã xong rồi cho mọi người. Thì cái này là cái mà cái bơm đầu tiên của mình thì mình không biết như thế nào. Thì bắt đầu khoảng vài ngày nữa thì bắt đầu cá nó về thì mình sẽ quay cá cho mọi người xem. Và trong thời gian nuôi thì khoảng vài tháng thì mình sẽ làm một clip để cho tất cả mọi người xem luôn nha. Đó. 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 Nói chung là mình đã hoàn thiện được cái mà đỡ mà bơm rồi nha mọi người. Mình đèn của mình thì mình cũng có bán mấy loại đèn ở dưới đó, nhưng mà mình nghĩ cái đèn đơn giản thông thường thôi, thì mình trước mắt mình cứ làm đèn thông thường cho cá còn nhỏ nha. Mình chuẩn bị cho em cá em ở dưới này là có hai em cá thằng tiên với một con dọn hồ trước rồi, đỡ cho nó ở chung với em bói phun sắp về nha mọi người. Thì
Có gì thì mai dành ngày nữa thì giờ cá giờ thì mình sẽ cho tất cả mọi người xem nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình mà. Vài ngày nữa cá nó về thì mình sẽ cho tất cả mọi người xem cá nha. Bây giờ thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video và nhớ đăng ký like, ủng hộ, subscribe cho mình để mình phát triển kênh thêm hơn nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và tạm biệt.